ì biết rằng là thường con người chúng ta là thấy mình bị thiệt thòi. Nên cái quán hận của mình nó phát triển mạnh. Và khi mình thấy mình bị thiệt thòi thì cái sự mê hoặc của mình nó lớn lên. Thì lúc đó mình sẽ thấy mình giống như bị thua xúc người khác mình không đồng ý được. Nên cái quán hẳn nó theo đó mà tăng. Còn câu vật hiệu này là viên thuốc giải. Ấy. Lúc mình mà niệm Phật, lễ Phật. Nó phát triển cái tự tánh Phật của mình. Hiểu chưa? Cái tự tánh Phật của mình nó phát triển. Mà khi cái tự tánh Phật của mình nó phát triển. Thì nó quá giải cái tâm quán hẳn. Nên là. Nhưng Đức từng nói rằng Trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm 100% Nó không phải 99% mà là 100% Giống như khi mình niệm Phật lễ Phật là trong câu Phật hiệu Giảng cho mình nghe để cỡ mở tâm mình luôn Hay lắm Nên câu Phật hiệu này là duyên thuốc giải đặc biệt tuyệt vời Dùng không bị tác dụng phục Nhớ kỹ nha Dùng có vật hiệu này làm viên thuốc giải Cho cuộc đời chúng ta không bị tác dụng phụ Càng dùng thì càng lợi ích Càng dùng thì càng đặc biệt Khi quý vị chăng thật niệm có Phật hiệu này và tin nhân quả Lâu ngày Thì cái tâm quý vị tự nhiên sẽ sanh ra rằng Tất cả cái thiện cái ác trong cuộc đời này Đều là giúp chúng ta 100% Thiện ác đều Hỗ trợ lại giúp chúng ta Chỉ có người chúng ta thường là Chấp thiện Chấp thiện Thì chúng ta cũng không được giáng sanh Chấp vào cái thiện Và thường tôn vinh một cái gì đó Thiện là người đó là Số một trong lòng mình nên chúng ta không biết được rằng trong cái thiện nó có cái ác. Nên thiện với ác nó kết hợp lại để giúp đỡ cho chúng ta nhận thức được cái định luật nhân quả này ở cõi đời này khi con người chúng ta đến. Không ai hoàn toàn tốt, cũng không ai mà hoàn toàn xấu. Nó đều có cái thiện và cái ác nên thiện với ác nó cùng kết hợp lại để giúp mình. Nhưng mà mình chăng thật mình niệm có vật hiệu này giết rồi mình mới thấy ra rằng thiện ác đang giúp đỡ mình để giúp cho mình an định tâm. Thí dụ như cái thiện giúp cho mình mình chưa an định được gì mình phát thiện nhiều người tung hô mình mình lao theo cái đó để chấp cảnh thiện để rồi loạn tâm trong thiện. Nên cái ác phải đến để hỗ trợ mình để hỗ trợ để hạ bệ cái thiện xuống để mà chắc chỉnh cái tâm mình Để hồi phục lại cái tâm An định Bình thường trở lại Nó không nghiêng gì bên nào quá Nên nói 100% Thiện và ác Đều đang hỗ trợ chúng ta Nên chúng ta thường là Bị cái tình chấp Thiện, ác Chúng ta thường phân tách, giết rồi Loạn tâm từ cái phân tách đó nếu như mình mà chăng thật niệm có Phật hiểu này quý vị sẽ tin nhân quả liền một trăm quý vị tin nhân quả đó. cũng như cuộc đời những đức thời gian mà ngoài đời cũng bạn rất là đông thực sự bạn rất là đông tình bạn đó bây giờ có gặp lại đi chăng nữa vẫn đối mặt với nhau rất đặc biệt dù giàu nghèo gì nhưng tình bạn rất là đặc biệt quý vị khi vào trong đạo thì bạn cùng tu cũng rất là đông đông lắm ở ngôi chùa đầu tiên thì mấy trăm anh em nam cùng sống với nhau thời điểm sống với nhau rất là vui rất là vui dù làm cực nhưng rất là vui anh em đó nha từ sức gia tới cư sĩ rồi như đức đi đến ngôi chùa thứ hai cũng vậy thời điểm khó khăn cũng anh em huynh đệ hội tụ lại với nhau cũng rất là vui nó tóm lại là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào khi đối mặt với nhau bản thân những đứa cảm thấy giữa mình với họ đối mặt với nhau rất là thoải mái tại vì sao vì cái lương tâm mình đến với họ bằng cả tấm lòng nên khi đối mặt với nhau tuyệt vời lắm điều là tình anh em cũng như thở nào không có khác một chút nào Thật sự mình sống mà cái tâm mình vậy thôi. Nó đã thấy thoải mái rồi quý vị. Đến thời điểm này thì anh em bên cạnh ngồi có ba ông cư sĩ này nè. Những lúc này đã từng xuất gia giờ cũng làm cư sĩ thì bốn ông. Thấy không? Thì bốn anh em đang ngồi đây. Cái sàn cuộc đời này nó lỏng thêm lần nữa. Bốn ông này không biết còn được mấy ông. Nhưng mà dù mấy ông đi chăng nữa Thì cũng niệm Phật Đặc biệt Nên Như Đức ngồi nói chuyện với mấy anh em Hai ba anh em này Như Đức nói Sau này Anh em mình sống với nhau Có chuyện gì thì nên cỡ mở ra hết Mà hồi xưa tới giờ Như Đức thường Cứ nói vậy đó quý vị Nhưng mà cái ăn tình gì đó mà có những cái người ta tính gần mình ta không dám nói ơi. ừ. ăn tình gì ngộ lắm những đứa nói rằng với ba anh em này sống chung với nhau Có khi nằm chơi với nhau một cái vòng nhỏ nhỏ Nói chuyện cười vui lắm Tình anh em có người như đức gì đó vậy Từ đó tới giờ sống với anh em Từ sức gia tới cư sĩ anh em sống với nhau rất là vui rất là Thật sự rất là nhiệt tình Có gì đều bọc bạch nói hết rồi. nên có người những đức cái gì là những đức sẽ bọc bạch như nói hết thôi nên những đức không có bí mật nên cái gì mình không có buồn lâu nên mình thấy rằng là đến cái cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi thôi. Nếu như mình gặp được pháp môn niệm Phật này thì quá hay quý vị. Tại vì cuộc đời có người ai cũng sẽ đi đến cái kết cuộc là phải chết thôi. Nếu như cả đời của mình mà được niệm Phật. Được sống những ngày tháng. Có niềm vui. Đó cũng là quá hạnh phúc. Thật sự đó là rất hạnh phúc. Nếu mà sống những ngày tháng cứ lo buồn sợ hãi thì sống cảm thấy không có ý nghĩa gì đặc biệt cả nên là, từ đông người như thế sống cũng vui từ hai ba anh em sống chung với nhau cũng thấy vui mình luyện chừng nào mà bản thân của mình mà dù không có ai cũng vui thật sự tại vì sao vì mục tiêu của mình là muốn niệm phật giáng sanh quý vị tiên mình muốn niệm phật giáng sanh có những người gặp những đức nói À, chú nên à, ngưng hết tất cả đừng làm gì nữa những đức này những đức bây giờ chỉ có cái làm mỗi ngày tu thôi và mình cũng như cái đầu kéo dù kéo mạnh kéo yếu gì cũng biết nhưng mà tự nhiên cái vai trò nên thôi thì công việc của những đức bây giờ là công việc niệm phật thôi thì mỗi ngày vì thấy những đức tu vì bốn năm thờ thấy không? Thì đó là công việc của những đức phải làm gì ừ. Hồi xưa ở chùa thì làm bao nhiêu công việc thì có khi cũng không được lên chánh điện tu tập bây giờ thì không có công việc gì làm thì thì lên chánh điện niệm phật lên tu với quý vị ngày bốn năm thờ vậy thôi còn nếu mà nói thì dọn hết cả lên tu chung với quý vị mà cũng không luôn im luôn ẩn mình luôn để chờ cho tất cả việc gì cũng lắng nhiều hết trơn thì những thứ không làm được ừ. cuộc đời có người sống bên nay chứ biết ngày mai như thế nào Ngày hôm nay gieo một chút thiện tâm Dù ngày mai có chết đi chăng nữa Cũng cảm thấy vừa lòng Cuộc đời người cứ để ngày tháng đi qua Cái lo cũng một đời cũng đi qua Mà cái sống bình an cũng một đời đi qua Nếu như chúng ta nhận thức được Phật Pháp thì Thà chúng ta sống một ngày đặc biệt một ngày Còn tuyệt vời hơn nhiều Ví dụ như hôm nay những Đức ngồi niệm Phật với quý vị Quý vị vào cùng chung với niệm Phật với nhau gia đình mình đều đem cái đạo tràng không chúng này về nhà hết một buổi sáng vậy một ngàn mấy trăm người chúng ta cùng niệm phật thật sự rất là hạnh phúc quý vị niệm phật xong mình ngồi mình tâm sự nói chuyện chút xíu thì xong rồi diễn ai nấy làm cơm ai nấy ăn nhà ai nấy ở cái này như đức thấy cũng quá đặc biệt quý vị cũng quá tuyệt vời còn gì nữa vậy rồi Tới giờ tu tiếp tục thì ai sắp xếp được thì cùng tu chung. Ai có công việc thì cứ làm việc của mình thôi. Cứ như vậy mà mình mình sống, mình mình tu tập quá đặc biệt. Nên là nhiều tối những đứa ngồi nói chuyện với mấy anh em sống chung chung với những đứa nói rằng anh em mình sống gì là ý nghĩa quá rồi. Thí dụ như nếu cái đậu tràng ngàn mấy trăm người gì thì cũng đông người lo lắm chứ không dễ đâu. Mà bây giờ có bốn anh em mình Để cùng kết hợp với nhau Để lo cho đậu tràng này Thì tuyệt vời quá Ý nghĩa quá anh em Anh em có thấy ý nghĩa gì không Ông nói là rất là ý nghĩa Rất là ý nghĩa Nên à, Mình bây giờ niệm Phật muốn sanh cực lạc Cứ Thiện ác gì đến với mình Cũng phải niệm Phật nó giải mã đường hai mặt đó nên nhận đức thấy trong cái thời điểm này bản thân nhận đức được sự trải nghiệm sâu sắc Vì một đời người thật sự trải nghiệm rất sâu sắc Vì một đời người không phải là sống để rồi để mang tâm mắt lòng tin với con người không phải tất cả những việc trong cuộc đời đều là tốt đối với người niệm phật giảng sanh của chúng ta nếu như chúng ta phân tách ra cái này chúng ta phải sợ quá nè thì chúng ta bị chướng bị trở ngại Thật sự con người như bản thân những đức bây giờ chỉ có cái mạng này thôi cái mạng què này thôi đâu có gì đâu quý vị Thật sự cũng như những đức đã rèn luyện được thời gian ở trong ngôi tam bảo mười mấy năm không đi đâu thì đến khi những đức làm cư sĩ những đức cũng không đi đâu cũng không có cảm giác là mình phải tìm một nơi nào đó để vui chơi Không có cảm giác này quý vị Cái niềm vui lớn nhất là bản thân mình Niệm Phật Và đem pháp môn tịnh độ này Chúng ta cùng giới thiệu Với nhân viên của chính mình Đó là niềm hạnh phúc nhất Niềm vui nhất Thật sự Tự nhiên mình có cái cảm giác này Khi mình có cái cảm giác này rồi nghe quý vị Tự nhiên mình sống đặc biệt lắm nó không có muốn đi tìm một cái nơi nào vui chơi chỗ nào nữa chứ nên như đức nói rằng là những người mà biết qua những đức ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy sau này chúng ta có duyên gặp nhau đi chăng nữa tuyệt đối đừng bao giờ đi đến cái nơi của những đức mà mua đồ ăn thức uống mua gạo, mua này mua kia, đừng bao giờ. Tuyệt đó đừng mua một cái gì cả. Tại vì sao? Vì có hai ba người nếu mình đến với nhau thì dù ăn thì sao cho nữa cũng thấy vui, thật sự. Còn nếu mọi người mà gặp những đức mua chuối, mua đồ ăn, mua gạo, ai gặp những đức cũng mua vậy chứ. Vì một ngày nào không lẽ gặp nhau không có đồ ăn không gặp nhau được. Nên chúng ta nên đưa ra cái quy tắc của cư sĩ này đi. Bây giờ dù là Ở một nơi Có mấy anh em này Nhưng mà tuyệt đối Khi người có duyên mà gặp những đức Tuyệt đối Đến gặp những đức Không mua một cái gì cả Còn cái việc mà nói mà Cầm tiền đưa thì tuyệt đối luôn Nếu mà ai mà Làm ngược lại vấn đề này Chúng ta đừng nên đến với nhau nữa. Nên ở đâu lo niệm Phật với nhau là Tốt nhất, tuyệt vời nhất Có nghĩa là từ bây giờ cho đến khi những đức chết đi tuyệt đối không có một cái chương trình quyên góp gì dù làm như chăng nữa cũng của ai chứ không phải của những đức không làm chương trình gì nữa cả chỉ là chú tâm vào tu tập cái rung này cùng với quý vị thôi đó là nhân duyên nếu là phật bồ tát sắp xếp tuyệt đối không có cái việc chương trình quyên góp làm bất cứ một phật sự gì việc này những đức không làm được nhất kỹ và nơi nào nhà Đức ở Thì có người ta tự tự Người ta cũng sẽ biết thôi Chứ không? Khi gặp nhau tuyệt đối Đừng bao giờ Một miếng đồ ăn, một trái chuối một miếng Hay bất cứ đồng tiền gì đưa nhà Đức Nếu ai làm ngược lại điều này Thì đừng đến với nhau nữa Đừng đến với nhau Quy tắc luôn đi quý vị Nhớ kỹ Nếu mà như vậy thì quá tuyệt vời Quý vị đến với nhau là tình bạn đặc biệt quá Dù bây giờ cháu có quẹt cũng là tình bạn nó Tuyệt vời quá Thật sự Nên như vậy nó sẽ hay lắm quý vị Tại vì người này gì thì người khác cũng vậy Người khác cũng vậy Hai ba người này nó sẽ thùm lum nó, Tiếp tục nữa Nó không được cái gì Nên Nếu mà chúng ta sống với nhau Mà tình cảm con người thì quá tuyệt vời dù bản thân mình có như thế nào Cũng là tình cảm của người Thì tuyệt vời quá Cái này những Đức nói 100% Cái tình người nó quan trọng lắm quý vị Cái tình người nó giúp cho mình So dịu tất cả cái sự bận Lo âu sợ hãi Nên những Đức nói rằng là giữa thiện và ác Đều là hỗ trợ để giúp mình Tu tập để an định Trong câu Phật hiệu Mà chăng thật niệm câu Phật hiệu này là nó giải tâm hết luôn đó quý vị nếu như quý vị mà chịu mỗi ngày mà lo niệm Phật nghe. Quý vị sẽ không muốn nghe ngóng chuyện thị phi của ai đó. 100% luôn. À, thử đi rồi sẽ thấy. Tự nhiên sẽ an định tâm quý vị sẽ an lạc liền. Đó. Nên trong thời điểm này là thời điểm mà những đức được lên tu tập với quý vị nhiều nhất nè. Thấy rõ ràng luôn. Tâm hoàn toàn nó rất là dịu nha quý vị. Đối với cái 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 tương lai bản thân mình mình không cần phải quan tâm đến đó, đối với cái những cái quá khứ đã qua thiện ác khen chê gì mặc kệ không quan tâm đến luôn chú tâm vào cái cuộc sống hiện tại cuộc đời của mình ngày hôm nay bắt đầu một buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã tu xong một thờ và chúng ta có một công đoạn để cùng tâm sự với nhau cứ như vậy để phi nhau niệm phật cuộc đời cứ như vậy thôi quý vị bên ngoài chút đi làm Thẳng thân những đức cũng mỗi ngày Cũng làm đó Niệm Phật là cũng là một công việc làm của những đức Cùng tu tập với quý vị Đúng không đó. Nên từ nơi đó những đức đi nghĩ rằng là Những đức niệm Phật gì thì Một lon gạo Một miếng cơm, một cọng rau Một miếng đồ hũ chắc là có Không đến nỗi không có ăn đâu quý vị à nên một con người mà đã không có chi cầu cái cảnh bên ngoài là đi chơi, đi Đi chơi chỗ nào đi ăn uống chỗ nào không có cái quan điểm này nữa thì thật sự đối với họ đồng tiền hay danh lợi không còn quan trọng nữa quý vị. Thật sự. Nên có người những đức có thể ở một nơi ở một căn nhà xung quanh có trồng rau, có vườn cây là những đức đã mãn nguyện. Là cả đời những đức sẽ có thể ở một chỗ không cần phải đi đâu cả. Thật sự, những đức có thể làm được như vậy đó là cái mà những đứa đã mười mấy năm dù là có phương tiện đầy đủ nhưng bản thân những đứa không đi đâu cả vì chưa bao giờ thấy những đứa đi đến một khu du lịch nào hay bất cứ một thánh tích phật giáo nào chưa bao giờ những đứa đi vì hỏi những đứa tại thầy không có điều kiện có điều kiện có phật tử rủ đi hết nhưng mà không bao giờ đi vì cái niềm vui lớn nhất của những đức là thích nuôi người già nuôi con người và gần gũi với các cụ và lo cho các cụ còn bây giờ duyên này đã đủ rồi Thì bản thân nhận thức chỉ muốn lo niệm Phật thôi Và cùng tu với quý vị Còn nếu nói rằng những đức kiếm chỗ nào đứa đóng cửa không có Làm việc gì nhưng là từ khi những đức không có duyên luôn Như cái rung này không có duyên luôn Thì những đức sẽ tu luôn một mình Nhưng bây giờ những đức có cái duyên Với quý vị thì bản thân những thức sẽ cố gắng Cố gắng Hết mình và cùng tu với quý vị và mỗi ngày chúng ta cùng học tập với nhau để nhắc nhở nhau thôi quý vị, vị à. nó mong gì đó nên mong rằng mọi người sống đối với thiện ác đừng có đặt vấn đề nghiên chỗ nào hết. Hãy sống cho đặc biệt đi, niệm Phật đi. Thì cuộc đời chúng ta nhất định sẽ sống tốt quý vị. Chúc quý vị an lạc a di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật, chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A di đà Phật.